Thực ra bây giờ đó thì xin phép anh đó là bây giờ anh là cái người đồng tộc thì bây giờ anh giúp cho các cháu bây giờ mình gia đình một lên. Thì bây giờ bác sẽ chơi gia đình một tránh năm đứa xếp hàng đi. Đó đây 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 đây. Có gì không? Rồi. Cảm ơn bác. Rồi. Em ơi xin chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn các cô đoàn. Cảm ơn các em. Giữ được cái truyền thống của gia đình từ khi ba má còn sống. Rồi cho đến nay thì anh em mọc xung quanh ở đây cũng đông đủ, chỉ thiếu có gia đình của Hoàn Yến thôi, xa quá. Gia đình từ con cháu nhất là các gia đình tuổi trẻ luôn được sống gần với Chúa, hàng ngày được tin lành của Chúa, Chúa gìn giữ cái mong là hàng năm tất cả các con cháu vẫn tụ họp về đây đông đủ. Tu đoàn hy vọng là năm tới thôi, nhưng chắc chắn các con cháu vẫn đông đủ trong gia đình nha. Bây giờ bác xin chào các cháu đây gia đình nhé. Hôm nay bác thầy hai thì bác cầu chúc cho các cháu thôi nha. Đi từng đứa một, đi không có đưa tóc bộ. À vậy hả? À. Đi tóc bộ đẹp đấy nhỉ. Chị Lan. Rồi. Mình nhau rồi. Tiền nữa. Mình đứng ở sau cổ nhỉ. Delivery. Oh. Brent, you can't do that! Careful. Speaker, don't hit me up. Hi!
Delivery.